Hôm nay là một ngày bình thường, không có gì đặc biệt như mọi ngày. Nhưng lại là một ngày rất cô đơn đối với một người. Anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh ấy cảm thấy lạc lõng giữa mọi người. Là ai thì bây giờ các bạn sẽ biết. Điều hấp dẫn bây giờ mới bắt đầu. Mọi người đã phải bàn bạc kế hoạch rất kỹ để có thể lừa anh ấy ra khỏi nhà. Mọi người đã lừa được anh ra ngoài để đi đá banh. Okay, no, 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 no.
phòng cô, cô ra đó vô phòng cô nó. Nó dựng clip chút xíu được không cô? Cái phòng nào cũng được con rồi, dựng clip đó. Đi dưới này chị. Ờ đây chị. Bây giờ còn hơn VTV3 mà chị hình trực tiếp. Chị hình trực tiếp, chặn chung kết này, chặn chung kết. Quá mệt rồi, lần này chơi lần này thôi nha Phái nha. Năm sau đừng chơi nữa nha Phái nha. Đuổi à, đuổi à. Đang dựng phim, lên đi. Tuấn nghĩ rồi, ở phở là mình một đầu Tuấn nhỏ, Tuấn mới kêu chính người khác. Nhà bắt tao lại luôn. Tao đi mà gọi mẹ cũng kêu em về. Mà trong khi á, mẹ thì kêu gọi cho mẹ gì đó là 1 giờ đi mới về. Hay là đi với gái rồi. Chà, con gái đón sinh nhật. Rồi, đi tới sáng đi. Cái nhà mình ở đây chờ ảnh mà ảnh đi chưa đi không? Có cái bóng gì nhỉ? Kìa tụi này. Happy birthday. Nãy nó bất ngờ rồi, tự nhiên nó để cho xe nó đi. Hey, có thứ nãy em vô lại em đã nghe cửa. Không phải giấu được. Bây giờ bây giờ là một trời ơi, sao tự nhiên nghe rất tốt này. Má không diễn ghê lắm. Xuống đi mà, tao bỏ má tôi rồi. Hay lớn từ khúc đầu á nha, em nghĩ rõ ràng là bây giờ tự nhiên khúc đầu Tân á, nó có một cái thông tin là anh ơi, qua công ty lấy đồ nha. Em nghĩ chắc là mọi người tổ chức cái tiệc sinh nhật của nó. Các em chạy qua. Các em chạy qua không có ai hết. Quê. Ông Quỷ tên ông tặng cho em đi cái đôi giày đá banh. Là quê rồi, quê không ai quê nhớ. Quê đó. Rồi xong các em tới sân banh. Chừng xấu quá nè. Các em tới sân banh, các em đang đá banh cái ông nội Tony ông mang nguyên bánh kem ra. Em tưởng là mọi người tổ chức sinh nhật em tại sân banh. Nhưng mà cuối cùng là cái là mấy anh biệt rửa tổ chức sinh nhật không. Rồi các em nghĩ em về rồi. Tự nhiên hả, chị Vũ nhắn tin. Em ơi ngày mai có cái fitting gì đó lấy cái đôi giày chị không? Quỷ Tân đi qua lấy cái đôi giày. Em thấy ui kỳ ta. Sao tự nhiên Tân đến, em cũng chạy về em cũng không nghĩ gì hết. Mới gọi cho má, ủa má ơi hôm nay là mọi người có qua tổ chức sinh nhật gì cho con không? Cũng diễn, đây cho nhân vật cái diễn này. Cũng diễn. Ủa chị đang chửi hả chị? Thấy má mày cái diễn luôn hả? Hello anh Tuấn. Nhân ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam và cũng là ngày 20 mấy năm trước anh được sinh ra đời à, thì em cũng không biết gì hơn, em chỉ biết quay clip này gửi lời chúc mừng sinh nhật anh. Chúc anh ngày còn thành công hơn nữa trên công việc và ngày còn đẹp trai hơn. Mừng ngày sinh nhật của Tuấn. Chúc cho Tuấn ngày càng thành công hơn, đẹp trai hơn, nhiều tiền hơn. Alo alo, happy birthday anh Tuấn Trần. Chúc anh Tuấn Trần tuổi mới luôn vui vẻ, luôn nhiều fan, luôn thành công, luôn nhiều tiền, luôn nhiều show để book em. Hello 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 Tuấn, à, ngày hôm nay sinh nhật Tuấn á. Hello, chúc mừng sinh nhật Tuấn. Chúc mừng sinh nhật Tuấn, tuổi mới ăn chơi hơn này, uống rượu nhiều hơn này. Đấy nói xong cô cứ cười này. À, chúc Tuấn tuần mới thì sẽ đẹp trai hơn và nhiều công việc hơn. À, cũng giống như lần tân gia lần trước thì chị sẽ chúc Tuấn là mỗi năm vào cái tháng 11 này tôi sẽ tân gia một cái nhà. Ui, một cái nhà xanh quá nhỉ. Thôi anh chúc Tuấn công việc luôn là thuận lợi để anh em mình tại sao làm sao mà làm được luôn ăn ý. Chúc mừng sinh nhật nha. Chúc mừng sinh nhật. Xin chào.
Chúc mừng sinh nhật chàng trai 1m86. Chúc em tuổi mới thật là nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, may mắn và có nhiều thành công trong cuộc sống. Càng nhiều sơ chậu nha. Mãi yêu quá. Chúc em luôn được sự yêu thương của các fan, của gia đình, của các anh chị em trong công ty nha. Chúc mừng sinh nhật anh Tuấn Trần. Chào anh, là lại em đây. Chúc mừng sinh nhật anh, chúc anh tuổi mới nhiều thành công nè, luôn đẹp trai nè, có thêm thật nhiều dự án lớn nữa và sẽ luôn luôn gặp thật nhiều người đi cùng anh giống như là tụi em vậy đó. Happy birthday anh. Chúc mừng sinh nhật Tuấn Trần.